xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm màn chôn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chôn con em đấy. Hôm nay mình sẽ cho nước mắm vào coca để cho nó uống. Mấy bữa nay tính nó hơi mất dạy nên hôm nay mình sẽ làm màn chôn như thế này nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình đi mua coca nha. Bây giờ mình sẽ đi mua coca nha các bạn. Mình sẽ đi mua coca, hôm nay chôn cho nó, một màn chôn cho nó chết luôn. Coi từ nay còn dám mất dạy với mình không nha các bạn. Đây, mình đang đi mua coca nha. Nếu các bạn mà thấy hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn đây nha, mình mới đi mua coca về nhưng mà không có coca nên mình mua tạm 2 chai 247 nha. Hôm nay mình sẽ cho nó uống 247 với nước mắm luôn. Cái tội mấy bữa nay cứ mất dạy bố láo mình. Mình đi mua coca không có nha các bạn. Các bạn mà thấy hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và có những comment mà có những ý tưởng thì hay nhớ comment ở dưới để mình làm video cho các bạn. Đây, mình về đến nhà rồi. Rồi. Chào tất cả các bạn. Đây các bạn này, nước mắm này này. Đấy. Hai chai 247 này. Bây giờ mình sẽ trộn hai chai 247 và vào để làm video cho các bạn coi nha. Mời các bạn đi theo mình nha. Đây. Mình sẽ dựng ở đây nha. Và mình tí nữa mình sẽ đặt con máy quay cho nó sẽ không biết nha các bạn. Đấy. 247 đây. Nước mắm này các bạn nha. 247 này. 247 đi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở uống mình ạ. Ngon đấy. Được. Bây giờ mình sẽ đổ nước mắm vào nha. Đây các bạn này. Mình đổ vào này. Đây các bạn thấy chưa? Đây 247 này. Đấy. Mình đã trộn vào rồi nhé các bạn. Đây. Đây. Bây giờ mình sẽ mang đi rửa. Mình rửa cho sạch nhưng không nó tí nữa kẹo đỡ nghi ngờ.
Các bạn cùng đi theo mình nhá. Bây giờ mình sẽ đặt một góc máy quay để chờ nó về nha. Đây, mình sẽ để hai chai nước này. Và mình sẽ đặt góc máy quay chỗ nào cho nó không biết. Đấy, mình sẽ đặt góc máy quay chỗ nào cho nó không biết nha. Đấy, bọn mình sẽ thi uống ngay tại chỗ kia kìa các bạn ơi. Đấy, mình sẽ bắt đầu nha. Các bạn này, con em mình đã về rồi nha. Bây giờ mình sẽ đặt. Đây các bạn nha, bây giờ mình sẽ đặt góc máy quay để cho tí nữa nó về nha các bạn. Thôi, mình sẽ đặt góc máy quay ngay đây nha. Đấy, và sẽ chờ nó về nha các bạn. Rồi, các bạn thấy giờ mình đã đặt góc máy quay và sẽ chờ nó về nha. Chờ nó về hôm nay nó sẽ xác định con mẹ nó với mình luôn. Qua bên bà mà chưa về các bạn ạ. Góc máy quay này nha, bây giờ mình sẽ gọi nó về để cho nó uống nha các bạn. Anh ơi, các bạn ơi mày ăn của tao mà mày cái kiến thế nào cảm nhận thế nào về chai nước 247 nha bạn? Có nước mắm à? À.
Trẻ trâu cất trâu. Này nhá. Từ nay có còn dám bố láo tao nữa không? Hả? Không. Hôm nay mình ở có một màn tuần nữa rồi các bạn ạ. Từ nay nhá, nó mà cứ bố láo với mình cho chết. Đó. Nếu các bạn mà thấy hay, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và mình sẽ cho ra những video tiếp theo hay hơn và hay hơn để cho con em mình nha. Xin chào tất cả các bạn. Đấy, chào đi.